Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa Toán lớp 1, cánh diều. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài lớn hơn dấu lớn, bé hơn dấu bé, bằng nhau dấu bằng. Trang 24. Lớn hơn, nè, đây là cái dấu lớn hơn. À, cái dấu lớn hơn thì cái đây là cái nhậu nó qua bên này. Còn cái này nó giống như chữ V vậy. Chữ V mà cái dấu nhọn của V nó qua bên này. Được. Còn dấu bé hơn thì cái dấu V thì nó ngược lại so với này. À. Như vậy là thường thường người ta họ phân biệt cái dấu như thế này. Nếu như chúng ta quanh không biết dấu đó là dấu lớn hay là dấu bé thì chúng ta viết cái dấu này. Và chúng ta thêm cái gạch như này. Mấy em thấy nó thành giống số 7 không? Còn nếu ta viết cái số này, ta thêm này. Thế này giống số 4 không? Số 7 nó lớn hơn số 4 à, cho nên cái dấu này thì nó gọi là dấu lớn à. Cậu này ta thêm cái gạch này vô mà nó số 4 thì nó ra là dấu bé à. Như là hai cái dấu này nếu như chúng ta không nhớ thì chúng ta thêm gạch vô chúng ta nó ra con số, ra con số thì chúng ta là biết con số 7 nó lớn hơn số 4. Còn dấu bằng là hai cái dấu gạch à, bằng như thế này. Đây cái cầu này à, cái bạn này thì bên này cầm là 1, 2, 3, 4 cái quả bóng à, 4 quả bóng này chúng ta treo vào nhau và bên này là có một quả, đây ghi số 1, còn này ghi số 4 à. Như vậy về đếm bên này là 4 quả, bên này một quả thì số 4 nó sẽ lớn hơn số 1 à. Bên này cũng tương tự vậy, bạn này bạn gái này thì có hai cái quả à, hai quả bóng, hai quả 1, 2, 3, 4, 5, 5 quả à. Như vậy là bên này 5 quả, bên này 2 quả. Như vậy là số 5 nó sẽ lớn hơn, lớn hơn số 2. Hoặc nó ngược lại là số 2 nó bé hơn số 5 à. Cái này cũng vậy, số 4 nó lớn hơn số 1 à. Thì có cách nói khác là số 1 nó nhỏ hơn số 4 à, số 1 nó nhỏ hơn số 4 à. Như vậy chúng ta mới vừa làm quen thì chúng ta cứ thay cái dấu này, dấu này dấu lớn thì chúng ta sẽ đọc bên này là 4 lớn hơn 1. Như vậy còn cái này là 2 bé hơn 5. Như vậy ta luôn luôn ta đọc mà, ta luôn luôn ta đọc bên tay trái trước. Còn nếu như rằng rồi thì chúng ta đọc bên nào cũng được. Đó. Ta đọc bên 1 trước cũng được. À, ta đọc bên tay phải trước cũng được. Tay phải là ta nói 1 nhỏ hơn 4. Đó. Còn bây giờ thì chúng ta mới làm quen thì chúng ta luôn luôn chúng ta đọc bên tay trái trước ha. À, 4 lớn hơn 1. Câu này là 2 nhỏ hơn 5. Câu này là 3 bằng 3. Rồi như vậy thì đây 4 lớn hơn 1. Đây là dấu lớn hơn. Rồi, tôi gạch cái dấu này ra số 7. À, câu này là 2 bé hơn 5. Đây là dấu này là dấu bé. Câu này là 3 bằng 3, cái dấu bằng. Chúng ta qua cái bài 1 ở dưới. Bài này người ta làm mẫu cho mình một bài này rồi. Được chưa? Bây giờ trong này là có 3 cái hình chồng lên nhau. Còn bài này có một hình, cho nên 3 lớn hơn 1. Chúng ta nói cách khác, có nghĩa chúng ta có cách nói thứ hai, có nghĩa là 1 nhỏ hơn 3. Bài này 1 2 hình. Nè, bài này là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là số 5 nó sẽ lớn hơn, lớn hơn 2, hay còn gọi là 2 nhỏ hơn 5. Bài này 4 cái, bài này 4 cái, vậy bằng nhau. Chỗ này nó vướng cái dấu chấm hỏi rồi, thầy ghi ở dưới ha. Bằng nhau. Bài này là 4 cái, bài này 3 cái. Như vậy là 4 lớn hơn 3, hoặc nói ngược lại là 3 nhỏ hơn 4. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2. Điền dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng. Rồi như vậy chúng ta đếm bên này là chúng ta sẽ có là hai cái sẻng.
bay này là có 3 cái số. À, như vậy là 3 lớn hơn 2, hoặc nói cách khác là 2 nhỏ hơn 3. À, cách nào cũng được. Bài bên này là có 3 con ong, 1, 2, 3 con ong. Bên này có 2 cái bông hoa. Như vậy số con ong lớn hơn số bông hoa. 3 lớn hơn 2. À, nói cách khác là 2 bé hơn 3. Bên này 2, 2 cái nồi. À, số 2. Bên này 2 cái nắp vung thì bằng nhau. Chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ qua bài số 3. Đây là tập viết dấu lớn, dấu bé và dấu bằng. Vậy thì cái phần tập viết này thì có thể là chúng ta viết ở bên với bài tập cũng có ha. Còn đây chúng ta sẽ viết một vài cái. Đấy. Nào. Rồi. Dấu bé. Rồi dấu bằng. Bằng thì dễ rồi. Nào, viết vài cái. Qua bài B, điền dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng. Đây là dấu lớn này. À, ta gạch con cái này ra số 7, ta gạch cái này ra số 4, số 7 lớn số 4. Bài này là 3, bài này 5. Số 5 lớn hơn số 3, hoặc là nói là 3 nhỏ hơn 5. Nha, đây là hiện tại đen dấu này là dấu bé, như vậy là ta đọc là 3 bé hơn hơn 5. À, thường thường thì chúng ta sẽ đọc bên tay trái trước, được không? Còn nếu như rành rồi chúng ta đọc bên nào cũng được. À, ta đọc 5, 5 thì lớn hơn 3. Được không? Còn nếu thì đọc bên này là 3, hay sẽ là bé hơn hơn 5. Vậy là 4 này nó sẽ lớn hơn 2. 4 này nó sẽ nhỏ hơn 5. Cái con số nào lớn hơn thì cái miệng này này, cái miệng này nó hả qua bên đó. Còn số nào nhỏ hơn thì cái nhậu nó sẽ qua bên số đó. Là hai số này bằng nhau. Bài số 4. Vật nào ghi số lớn hơn trong mẫu hình phải sao? Và cái áo này là số 1, áo này là số 3. Như vậy là cái áo màu đỏ này, đúng không? Như vậy cái áo màu đỏ này có số lớn hơn bên này, đúng không? Như vậy thầy ghi là bên này nó sẽ lớn hơn bên này, hoặc nó ngược lại là bên này nó sẽ nhỏ hơn bên này. Cái thuyền bơm này thì có số 5, bên này là số 2. À, số 5 lớn hơn số 2. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.